tuyến metro số 1 từ Bến Thành đến Suối Tiên với tổng mức đầu tư gần 17.400 tỷ đồng bị vướng thủ tục. Để đảm bảo tiến độ cho dự án, năm 2018, thành phố vẫn phải tiếp tục tạm ứng trên 1.000 tỷ đồng để triển khai dự án này. Trong khi đó, tuyến metro số 2 từ Bến Thành đến Tham Lương cũng bị đội vốn từ 1,374 tỷ đô la Mỹ lên 2,143 tỷ đô la Mỹ, tăng 58%. Với những nguyên nhân tương tự tuyến metro số 1, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chính phủ duyệt chủ trương tăng tổng mức đầu tư dự án, đồng thời tiếp tục giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án. Đại diện ban quản lý dự án đường sắt đô thị thành phố cũng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục ứng trước vốn ngân sách địa phương để thanh toán cho nhà thầu nhằm không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.